Sinh ra và lớn lên tại miền quê giàu truyền thống bóng chuyền Thái Bình, Vũ Quang Khơi nhanh chóng yêu thích môn thể thao này khi được chứng kiến nhiều trận đấu hay tại Hội Đền Hệ hàng năm ở xã Anh, Thụy Ninh, Thái Thụy, Thái Bình. Chính từ đó, anh được các nhà tuyển trạch viên của trang An Ninh Bình phát hiện vào năm 2011. Mặc dù lúc ấy chiều cao của Quang Khơi chưa đến 1m70. Lúc đấy em lên nó còn thấp lắm ạ. Nên là cũng không nghĩ là mình vẫn cố gắng. Nói chung là mình bỏ hết sức để tập. Hiểu được điểm yếu của mình khi bắt đầu tập bóng chuyền chuyên nghiệp. Vì vậy, để có thể thành công, anh chỉ còn cách duy nhất là miệt mài tập luyện. Sau những năm đầu tiên ở các đội trẻ, chiều cao của Quang Khơi đã tăng đáng kể. Đặc biệt, anh đã cho thấy sức bật và tố chất rất tốt của một chủ công. Chơi nổi bật ở các giải trẻ, Quang Khơi được ban huấn luyện mạnh dạn đưa lên đội 1 ở một giải vừa qua nhằm tích lũy kinh nghiệm. Và tay đập quê Thái Bình đã nhanh chóng nắm bắt được cơ hội để chứng tỏ mình và xứng đáng nhận được những lời khen ngợi. Vũ Quang Khơi là một vận động viên trẻ, hiện nay tuổi đời cũng rất trẻ. Thế và cái quan trọng nhất là cái ý thức tập luyện và cái tinh thần tập luyện cũng rất tốt, tức là luôn luôn tự giác tập những cái bài tập ngoài cái bài tập của vận huấn luyện viên giao cho, thì là có những cái tập chủ động tập thêm tự giác, cho nên là cái phát triển của Khơi phải nói là rất tốt. Khơi là một vận động viên thi đấu rất tích cực, chăm chỉ, chịu khó trong nỗ lực trong sinh hoạt và trong thi đấu. Để mà đánh giá thì tôi nghĩ là trong một vài năm tới, Quang Khơi sẽ là một vận động viên chủ công hay nhất Việt Nam. Tại Cúp Hùng Vương 2015, giải đấu không quá quan trọng với Tràng An Ninh Bình, huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Hùng đã mạnh dạn thử nghiệm đội hình, trong đó Quang Khơi thường xuyên được sử dụng. Không phụ lòng tin của ban huấn luyện, chủ công số 16 của các nhà cựu vô địch quốc gia đã chơi bùng nổ với những quả đập đầy uy lực và thường xuyên đánh bại hàng chắn đối phương. Từ những màn trình diễn ấn tượng này, Quang Khơi đã chiếm một suất chính thức trong màu áo của Tràng An Ninh Bình tại vòng 2 của giải vô địch quốc gia. Ở vòng 2, chấn thương lật cổ chân của cầu thủ này khiến anh đã không thể cùng đồng đội lọt vào top 4 đội mạnh nhất. Nhận được nhiều lời khen ngợi sau giải vô địch quốc gia, nhưng Quang Khơi hiểu rõ rằng anh cần phải phấn đấu nhiều hơn nữa để dần hoàn thiện mình. Em thì mình vẫn chưa đạt được cái mức nào gọi là cao cả, thì mình mới được lên đánh thôi. Thế nên là vẫn còn phải cố gắng nhiều. Ở tuổi 21, Quang Khơi đã thể hiện một lối chơi chững chạc và có một lối đánh khá đa dạng. Với những gì đã thể hiện, Quang Khơi hứa hẹn sẽ trở thành một trong những chủ công xuất sắc. Tuy nhiên, để có được điều này, anh cần phải tiếp tục phấn đấu học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và miệt mài trong tập luyện. Hy vọng trong một tương lai không xa, Quang Khơi sẽ là sự thay thế xứng đáng cho các lớp đàn anh, không chỉ trong màu áo của Tràng An Ninh Bình mà còn cả ở đội tuyển quốc gia. Là rất tốt. Khơi là một vận động viên thi đấu rất tích cực, chăm chỉ, chịu khó trong nỗ lực trong sinh hoạt và trong thi đấu. Để mà đánh giá thì tôi nghĩ là trong một vài năm tới, Quang Khơi sẽ là một vận động viên chủ công hay nhất Việt Nam. Tại Cúp Hùng Vương 2015, giải đấu không quá quan trọng với Tràng An Ninh Bình, huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Hùng đã mạnh dạn thử nghiệm đội hình, trong đó Quang Khơi thường xuyên được sử dụng. Không phụ lòng tin của ban huấn luyện, chủ công số 16 của các nhà cựu vô địch quốc gia đã chơi bùng nổ với những quả đập đầy uy lực và thường xuyên đánh bại hàng chắn đối phương. Từ những mải vừa qua nhằm tích lũy kinh nghiệm, và tay đập quê Thái Bình đã nhanh chóng nắm bắt được cơ hội để chứng tỏ mình và xứng đáng nhận được những lời khen ngợi. Vũ Quang Khơi là một vận động viên trẻ, hiện nay tuổi đời cũng rất trẻ. Thế và cái quan trọng nhất là cái ý thức tập luyện và cái tinh thần tập luyện cũng rất tốt. Tức là luôn luôn tự giác tập những cái bài tập ngoài cái bài tập của vận huấn luyện viên giao cho, thì là có những cái tập chủ động tập thêm tự giác, cho nên là cái phát triển của Khơi phải nói là màn trình diễn ấn tượng này, Quang Khơi đã chiếm một suất chính thức trong màu áo của Tràng An Ninh Bình tại vòng 2 của giải vô địch quốc gia. Ở vòng 2, chấn thương lật cổ chân của cầu thủ này khiến anh đã không thể cùng đồng đội lọt vào top 4 đội mạnh nhất. Nhận được nhiều lời khen ngợi sau giải vô địch quốc gia, nhưng Quang Khơi hiểu rõ rằng anh cần phải phấn đấu nhiều hơn nữa để dần hoàn thiện mình. Em thì mình vẫn chưa đạt được cái mức nào gọi là cao cả, thì mình mới được lên đánh thôi. Thế nên là vẫn còn phải cố gắng nhiều. Ở tuổi 21. Sinh ra và lớn lên tại miền quê giàu truyền thống bóng chuyền Thái Bình, Vũ Quang Khơi nhanh chóng yêu thích môn thể thao này khi được chứng kiến nhiều trận đấu hay tại Hội Đền Hệ hàng năm ở xã Anh, Thụy Ninh, Thái Thụy, Thái Bình.
Chính từ đó, anh được các nhà tuyển trạch viên của Tràng An Ninh Bình phát hiện vào năm 2011. Mặc dù lúc ấy chiều cao của Quang Khơi chưa đến 1m70. Lúc đấy em lên nó còn thấp lắm. Thế nên là cũng không nghĩ là mình vẫn cố gắng. Nói chung là mình bỏ hết sức để tập. Hiểu được điểm yếu của mình khi bắt đầu tập bóng chuyền chuyên nghiệp. Vì vậy, để có thể thành công, anh chỉ còn cách duy nhất là miệt mài tập luyện. Sau những năm đầu tiên ở các đội trẻ, chiều cao của Quang Khơi đã tăng đáng kể. Đặc biệt, anh đã cho thấy sức bật và tố chất rất tốt của một chủ công. Chơi nổi bật ở các giải trẻ, Quang Khơi được ban huấn luyện mạnh dạn đưa lên đội 1 ở một giải.